Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến cộng đồng phương án kiến trúc nhà ga hành khách, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bà Rịa Vũng Tàu bắt đối tượng giả danh cán bộ thanh tra chính phủ xin tổ chức đánh bạc. Chồng 73 tuổi dùng dao đâm chết vợ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hà Nội, 100% cơ sở bán thuốc được kiểm tra đều bán thuốc không cần đơn. Sau khi tổ chức lấy ý kiến ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, thì sáng nay ngày 13 tháng 1 tại nhà triển lãm thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã triển khai kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cho các phương án kiến trúc nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc lựa chọn được phương án kiến trúc tốt nhất không những đảm bảo sự thành công của dự án mà còn để xây dựng một trong những biểu tượng văn hóa kiến trúc của Đồng Nai với du khách trong nước và quốc tế. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc và kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, giúp người có quyết định đầu tư có thêm thông tin xem xét lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp nhất để đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Được biết, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chậm nhất đến năm 2025 sẽ đưa vào khai thác. Thưa quý vị, các hãng hàng không vừa đồng loạt thông báo nhận vận chuyển đào, mai dưới dạng hành lý ký gửi trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017. Dịch vụ sẽ triển khai từ nay đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2017, tức mùng 10 tháng Giêng. Các hãng sẽ nhận chuyên chở đào mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa với mức cước dao động từ 275.000 đồng đến 440.000 đồng trên một bó, đã bao gồm VT tùy theo từng đường bay. Hành khách bay cũng sẽ được mang theo cành mai, cành đào ngoài hành lý ký gửi tiêu chuẩn. Tối đa mỗi bó mai đào không vượt quá 2 cành và phải được bao bọc bên ngoài. Do đặc thù của vận chuyển hàng không, mỗi chuyến bay chỉ chuyên chở tối đa 30 bó mai đào. Vì vậy, hành khách có nhu cầu cần đăng ký trước. Riêng đối với mai đào dưới dạng cây hoặc chậu có đất, chỉ được vận chuyển riêng bằng đường hàng hóa. Với mong muốn mang nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống cùng nền ẩm thực độc đáo đến gần hơn với công chúng và khách du lịch, mới đây tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội chợ sắc xuân miệt vườn thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Ngày hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1. Trong hơn 30 gian hàng, chiếm số nhiều là những gian hàng ẩm thực giới thiệu các loại bánh dân gian độc đáo. Dọc theo con đường cạnh công viên Tao Đàn là phố Ông Đồ với các hoạt động trình diễn nghệ thuật thư pháp, viết liễn, làm tranh đá, vân vân. Ngoài ra, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm cùng các hoạt động tham quan cùng nghệ nhân, tập làm nghệ nhân, vân vân. Chỗ Ông Đồ không có quen nhiều nhất hả? Có những bức tranh dễ thương, có nhiều ý nghĩa, nói về cha mẹ nhiều trong cuộc sống. Chú chỉ làm đại khái có 3-4 loại bánh thôi, mà trong 3-4 loại bánh nó mang những cái ý nghĩa của ngày lễ hội và cái ngày tất niên, ngày Tết. Ngày hội sắc xuân miệt vườn đã giúp khách tham quan gợi nhớ về hình ảnh ngày Tết cổ truyền của dân tộc, làm sống lại những giá trị truyền thống quý giá giữa những ngày Tết đang cận kề. Thưa quý vị, những năm qua, trạm radar 570, trung đoàn 451, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đóng quân trên đảo Bình Ba, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh đã thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, làm nồng ấm hơn tình đoàn kết quân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Ân cần, nhẹ nhàng, tình cảm là những gì bà Nguyễn Thị Phai, 87 tuổi, ở đảo Bình Ba, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh cảm nhận được từ những người lính, người chiến sĩ tại trạm radar 570 đóng quân trên đảo. Bà nói rằng mỗi lần người không khỏe hay ốm đau, bà lại được các anh khám và cấp thuốc. Đồng thời, những lúc rảnh rỗi hay cuối tuần, bà lại lên đây trò chuyện với các chiến sĩ. Chị quan ra dưới lính hầu tôi ở là, tôi đi chờ dưới là gánh gì để lên hộ động gánh giùm, báo phát, rẫy đồ giùm, công nhận đến ở đây là tôi ở đây là thì tốt, giúp đỡ cho dân. Rồi mình thú mấy chú nó tới, mình làm gì nó cũng phụ nó làm. Không chỉ giúp đỡ dân, cán bộ, chiến sĩ trạm radar 570 còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu gắn kết tình quân dân như chơi bóng chuyền, bóng đá với các đơn vị địa phương. Các chiến sĩ trạm radar 570 luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Câu nói đồn là nhà, biên giới là quê hương, nhân dân trên các tuyến biên giới là anh em ruột thịt, luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi cán bộ chiến sĩ.
Đáp lại tình cảm của nhân dân, cán bộ chiến sĩ đã có nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp bà con sửa chữa nhà cửa. Những hoạt động trên đã thể hiện phong phú hoạt động dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch sẽ xóa dần những cây cầu tràn nguy hiểm để thay thế bằng các cây cầu vượt lũ, nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân miền núi, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Trước mắt sẽ bắt đầu thay thế cây cầu tràn sông Chò trên địa bàn xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, được coi là cây cầu huyết mạch nối liền các thôn Xuân Tây, Xuân Nam và vùng trồng mía trọng điểm của huyện. Trong các mùa mưa lũ hàng năm, cây cầu tràn này luôn bị dòng lũ nhận chìm, gây gián đoạn việc đi lại của hàng ngàn hộ dân sinh sống nơi đây, và đã xảy ra nhiều tai nạn chết người thương tâm do người dân cố vượt qua cây cầu tràn này khi dòng lũ chảy xiết. Hiện nay, ngoài cây cầu tràn trên địa bàn hai huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh vẫn còn có nhiều cây cầu tràn rất nguy hiểm, thường bị sạt lở và bị dòng lũ cuốn trôi nhiều đoạn trong mùa lũ. Vừa qua, đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã chính thức được phê duyệt. Theo đó, sắp tới người dân sẽ phải thanh toán nhiều mặt hàng có giá trị cao như xe máy, nhà đất bằng hình thức không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn tỏ ra e ngại về những bất tiện hoặc sự cố có thể xảy ra với hình thức này. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng hiện đại sẽ thanh toán bằng chuyển khoản, thẻ ngân hàng. Trong đó phấn đấu 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn không dùng tiền mặt thanh toán trong mua sắm tiêu dùng. Hiện nhiều người dân bày tỏ lo ngại bất tiện nếu không sử dụng tiền thanh toán khi mua sắm. Đồng thời những sự cố ở các ngân hàng cũng khiến người dân e ngại nếu phụ thuộc quá nhiều vào thanh toán điện tử, dễ bị rò rỉ mất thông tin, mất tiền. Dân văn phòng thì có thể người ta sẽ sử dụng thẻ nhiều hơn, nhưng mà những cái người mà người ta kinh doanh tại nhà hoặc người ta làm những công việc buôn bán á, thì thường người ta sẽ sử dụng tiền mặt, thường là trả tiền mặt không à, còn trả qua thẻ nhiều khi mình đi mình quên á, cái là mình nó bất tiện cái chỗ đó, rồi nhiều khi để đồ lại đi về lấy nên thôi cứ cầm tiền mặt đi là cho nó chắc. Để người dân an tâm và chuyển đổi thói quen hình thức thanh toán khi mua sắm, trong thời gian tới sẽ cần có nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành. Ngày 13 tháng 1, trong lúc giúp người dân rà phá bơ mìn để trồng rừng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Rông, Quảng Trị đã phát hiện một số lượng lớn đạn pháo các loại còn nguyên kiếp nổ. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, các chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phát hiện hơn 150 quả đạn pháo các loại, từ bom bi, lựu đạn, đầu đạn 37 đến đạn pháo 130, còn nguyên đầu nổ bị sót lại sau chiến tranh tại vùng đất đồi gần nhà máy nước thuộc khóm 1 thị trấn Rông Klang. Trong đó có hai quả đạn pháo 105 phốt pho, đây là loại đạn rất nguy hiểm. Sau khi phát hiện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Rông đã nhanh chóng thông báo với đội rà phá bom mìn, khoanh vùng kiểm tra thu gom các loại đạn đúng theo quy trình để tập kết đưa về bãi và tiến hành tiêu hủy theo quy định. Nhập lập lại trật tự an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất những ngày trước và trong Tết Nguyên Đán. Sáng ngày 13 tháng 1, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất phối hợp cùng các cơ quan có liên quan đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo lưu thông tại khu vực sân bay vào cao điểm cuối năm. Theo đó, trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tổ chức điều chỉnh phân luồng giao thông hợp lý, tránh các trường hợp xung đột giữa các luồng phương tiện, tổ chức bố trí một tổ với 6 đồng chí túc trực từ 6 đến 22 giờ hàng ngày tại các khu vực xung quanh sân bay như giao lộ Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng và các tuyến đường lân cận như Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ lập đội xử lý nhanh trong trường hợp có xảy ra tai nạn, sự cố giao thông tại khu vực này. Song song đó, trong khu vực sân bay, từ ngày hôm nay 13 tháng 1 sẽ sắp xếp hai chiến sĩ cảnh sát giao thông túc trực phối hợp với lực lượng an ninh điều tiết một số khu vực đưa rước khách của taxi và những phương tiện cá nhân tránh ùn ứ kéo dài. Ngoài ra, tại khu vực này sẽ đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chen lấn, dừng đậu đỗ trái quy định tại đây. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu đã tiến hành lấy lời khai đối tượng Mạc Đăng Khoa, 27 tuổi, trú Nam Sách, Hải Dương để làm rõ hành vi mạo danh cán bộ thanh tra chính phủ. Chiều ngày 12 tháng 1, Khoa dẫn theo đối tượng Võ Tuấn Anh, 35 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu và Nguyễn Tiến Thành, 34 tuổi, trú Đồng Nai đến công an thành phố Vũng Tàu gặp đại tá Đoàn Minh Quyết, trưởng công an thành phố Vũng Tàu. Tại đây, Khoa tự giới thiệu với đại tá Quyết y là lái xe kiêm thư ký của một lãnh đạo cao cấp của thanh tra chính phủ. Khoa yêu cầu đại tá Quyết tạo điều kiện để Tuấn Anh mở hai trường gà tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, còn Thành đề nghị giúp đỡ trong vấn đề làm ăn về đất đai tại thành phố Vũng Tàu. Làm việc với cơ quan điều tra, Khoa khai nhận gần đây y có quen với một lãnh đạo thanh tra chính phủ, từ đó luôn tự giới thiệu với mọi người là đang làm việc tại văn phòng thanh tra chính phủ. Ngày 11 tháng 1, Khoa cùng một phụ nữ tên H gặp Tuấn Anh và Thành tại Vũng Tàu.
Lúc này Tuấn Anh và Thành nhờ Khoa giúp đỡ. Chiều ngày 12 tháng 1, Khoa dẫn hai người đến gặp đại tá Quyết thì bị cơ quan điều tra mời đến làm việc. Ngày 12 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Bình đã lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cao Thị Thúy Quỳnh, trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Quỳnh đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền là 650 triệu đồng bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả. Ngoài ra, cũng đã thu giữ tại nơi ở của đối tượng 10 sổ tiết kiệm được làm giả mạo với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quỳnh đã mạo danh là cán bộ ngân hàng đi huy động tiền gửi và giả thẻ tiết kiệm để lấy tiền của người khác. Hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra mở rộng. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 1, bên trong hầm đường bộ Phước Thượng thuộc địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, xe ô tô tải biển kiểm soát 75C04777 do anh Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1993, trú ở Nghĩa Hưng, Gia Lai điều khiển theo hướng Đà Nẵng Huế. Khi đến đoạn bên trong hầm đường bộ Phước Thượng thì bất ngờ tông vào xe máy do ông Ngô Kim, sinh năm 1962, trú ở xã Lộc Tiến điều khiển và một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn đã làm ông Ngô Kim ngã ra đường và bị xe tải đè lên người chết tại chỗ, còn người điều khiển xe máy khác mang biển kiểm soát 18S45333 bị thương, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tối ngày 12 tháng 1, tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ án thương tâm, người chồng 73 tuổi đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết vợ của mình. Theo hàng xóm, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi thu dọn cà phê ngoài sân thì bà Ngoan, 64 tuổi, trở vào nhà và có bắn con trai tên Nguyễn Trường Giang. Lúc này chồng bà là ông Nguyễn Tiến Uyển, 73 tuổi, được cho là đã giọng say, lên tiếng bênh vực con trai nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng. Bà Ngoan bỏ sang nhà một người con khác ở cách đó khoảng 50 mét, nhưng ông Uyển vẫn tiếp tục đuổi theo. Khi giữa hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại thì ông Uyển bất ngờ dùng con dao Thái Lan đâm vào bụng vợ. Bà Khoa đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cũng theo người dân, ông Uyển thường xuyên say xỉn và hai vợ chồng ông đã ly thân. Thì công an thành phố Bảo Lộc đã tạm giữ ông Uyển để tiếp tục điều tra làm rõ. Đêm ngày 12 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ kiểm tra cơ sở sơ chế bảo quản sản phẩm thủy sản cá hấp ở số nhà 34/4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và phát hiện nhiều vi phạm. Cơ sở này do anh Trần Nguyễn Khánh sinh năm 1987 làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có trên 10 nhân công đang làm công tác sơ chế cá hấp và tất cả đều không được trang bị bảo hộ lao động. Nền nhà trong khu vực chế biến thực phẩm còn ứ đọng nước, không có cống rãnh thoát nước, không có thiết bị biện pháp phòng chống động vật và côn trùng gây hại, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Riêng nước thải sau khi sơ chế đều được cơ sở này xả trực tiếp ra môi trường xung quanh. Được biết mỗi ngày cơ sở này chế biến khoảng 2 tấn cá thành phẩm, sau đó cho lên xe và đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản về những vi phạm của cơ sở này để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ 4 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đá. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Thị Thảo sinh năm 1970, Tống Thị Trang sinh năm 1970, Tống Nhật Tân sinh năm 1976, đều trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, và Nguyễn Thị Sâm sinh năm 1976, trú tại phường Lê Mau. Qua kiểm tra phương tiện di chuyển của các đối tượng là chiếc xe taxi biển số 37A29090, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 4,9 kg ma túy đá được ngụy trang dưới dạng gói trà. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thúy, tức cậu Thủy, 4 năm tù giam và Mẫn Thị Duyên 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị, bị cáo Nguyễn Văn Thúy phải chấp hành hình phạt chung thân và bị cáo Mẫn Thị Duyên phải chấp hành hình phạt 28 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mộ mã hài cốt. Nguyễn Văn Thúy, tên thường gọi là Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1959, cùng vợ là Mẫn Thị Duyên, sinh năm 1962, cùng ngụ tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng lĩnh vực tâm linh dưới danh nghĩa là nhà ngoại cảm, đã đi lừa mọi người rằng mình có khả năng nhập vong, quy phong để phong dẫn đường tới nơi có hài cốt liệt sĩ, nhằm mục đích lừa dối thân nhân gia đình liệt sĩ, mong muốn tìm kiếm lại người thân, rồi từ đó chiếm đoạt tiền của họ. Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2011, vợ chồng cậu Thủy lấy trộm hài cốt liệt sĩ phu tranh ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng, Quảng Trị, rồi đem đến xã Diêm Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum làm giả hiện trường mộ liệt sĩ Nguyễn Trung Thành. Sau đó cậu Thủy báo cho gia đình liệt sĩ Thành biết đã tìm được mộ liệt sĩ Thành, rồi cùng vợ mình tổ chức khai quật chiếm đoạt của anh Nguyễn Toán, thân nhân liệt sĩ Thành, số tiền 110 triệu đồng. Mới đây, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hòn Me, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với cơ quan kiểm lâm địa phương tiến hành thả 52 cá thể động vật hoang dã về rừng. Theo đó, chiều ngày 12 tháng 1, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hòn Me đã phối hợp với hạt kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang
tiến hành thả 52 cá thể rắn hổ mang nặng 26 kg về môi trường tự nhiên vườn quốc gia U Minh. Những cá thể rắn hổ mang này được tiếp nhận từ hạt kiểm lâm Tri Tôn, tỉnh An Giang, tịch thu được từ người dân vi phạm. Được biết, đây là các cá thể thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm 2B. Thưa quý vị, việc mua bán thuốc không cần đơn đã diễn ra khá phổ biến từ nhiều năm nay. Trên thực tế, theo nhiều người dân, họ chỉ cần ra hiệu thuốc, đọc tên thuốc là nhân viên sẽ bán. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Xin mời quý khán giả theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi tại thủ đô Hà Nội. Loại thuốc này chỉ được bán khi có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn dễ dàng mua được gần 10 hộp mà không cần đơn. Nếu mà thuốc kê đơn họ phải hỏi chị ạ. Còn cái này thì bác sĩ ở trong viện kê đơn ra thì em mang đơn ra thôi. Đơn ạ, bác em không có trong người. Khi được hỏi về việc tại sao phải bán các loại thuốc bắt buộc phải có đơn cho người mua khi không có đơn của bác sĩ, thì nhân viên bán hàng tỏ ra khá lúng túng. Thực ra là những cái thuốc này là bán theo đơn của bác sĩ. Đây là họ ra thì tức là họ quên đơn ở nhà đấy. Xong khách họ dùng quen thì họ đi mua thêm. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân của việc các nhà thuốc không thực hiện theo đúng quy định là do mức xử phạt quá thấp, chỉ từ 200 đến 500 nghìn đồng một lần vi phạm. Hơn nữa, đó còn là thói quen của người dân và vì lợi nhuận nên các nhà thuốc đã bỏ qua quy định. Căn cứ vào hóa đơn nhập hàng và cái số tồn thực tế và đối chiếu những sổ sách và theo dõi việc bán thuốc theo đơn đó thì nó chưa khớp. Điều đó chứng tỏ là hai khả năng: một là nhà thuốc để ghi chép cái việc lưu đơn thuốc này không đầy đủ. Thứ hai nữa là có thể là nhà thuốc sẽ bán thuốc khi không có đơn của bác sĩ. Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, hiện trên địa bàn có khoảng 7.000 cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc, trong khi chỉ có chưa đến 10 người phụ trách việc thanh kiểm tra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm quy định của các nhà thuốc, đặc biệt là bán thuốc không kê đơn, hầu như không được giải quyết, và đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam ngày một trầm trọng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm 59.400 tỷ đồng và 4.000 hectare đất. Sập dàn giáo công trình 32 tầng ở Đà Nẵng, nhiều người bị thương. Cà Mau, bàn giao 9 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu. Ninh Thuận, chăm lo lương thực cho người dân vùng thiên tai trước Tết.